Tiếp theo series khám phá các điểm tham quan văn hóa và lịch sử ở cố đô Huế hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế tọa lạc tại số 3, đường Lê Trực thành phố. Huế, Việt Nam, nơi đang lưu giữ, quản lý hơn 11.000 cổ vật của triều Nguyễn, trong đó có 33 bảo vật quốc gia. Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế là một điểm đến vô cùng hấp dẫn cho những người yêu thích lịch sử và văn hóa Việt Nam. Nằm trong khuôn viên của Đại Nội cung điện hoàng gia của triều đình nhà Nguyễn ở Huế, bảo tàng trưng bày hàng ngàn hiện vật, tài liệu và hình ảnh mang tính lịch sử vô cùng quý giá về các triều đại trước đây. Bảo tàng được thành lập vào năm 1923 bởi triều đình Nguyễn, với mục đích lưu giữ và trưng bày những tài liệu và hiện vật mang tính lịch sử về đời sống cung đình. Hiện nay, bảo tàng có khoảng hơn 11.000 cổ vật bao gồm các bộ trang phục, các loại đồ dùng trong cung đình, các tài liệu quan trọng, tranh vẽ, tượng gỗ bảo tàng cổ vật cung đình huế có không gian rộng rãi thoáng mát và được thiết kế một cách tinh tế du khách có thể dễ dàng tham quan và khám phá các gian trưng bày hiện vật ngoài ra bảo tàng cũng tổ chức các chương trình trình diễn nghệ thuật giúp du khách có thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa cung đình việc ghé thăm bảo tàng sẽ giúp cho du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa cổ xưa của việt nam đặc biệt đây cũng là một điểm đến vô cùng thú vị cho những người yêu thích nghệ thuật và kiến trúc Tên gọi ban đầu của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là Musée Khải Định. Đến năm 1930, được đổi tên thành Musée de l'Antiquité Nationale, Bảo tàng Cổ vật Quốc gia, và từ năm 1955, đổi thành Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Điện Long An là nơi trưng bày chính của bảo tàng, đây là một trong những tòa kiến trúc cung đình đẹp nhất Việt Nam, là một di tích quan trọng nằm trong quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1993. Điện Long An xây vào năm 1845 dưới thời vua Thiệu Trị. Điện Long An là một công trình kiến trúc tuyệt mỹ bằng gỗ được xây dựng theo kiểu trùng thiềm điệp ốc với 128 cột trang trí nội ngoại thất cực kỳ phong phú giàu tính nghệ thuật và rất thanh nhã nơi này trưng bày các hiện vật bằng vàng sành sứ pháp lam huế ngự y và ngự dụng trang phục của hoàng thất nhà nguyễn Điện Long An có tổng diện tích hơn 5.000 m2, với nhiều phòng khác nhau được thiết kế theo từng mục đích sử dụng khác nhau như phòng thờ, phòng họp, phòng ngủ, phòng ăn. Trong quá khứ, Điện Long An từng được sử dụng làm nơi ở của vua và các hoàng tử, sau đó trở thành nơi lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật quý giá của triều đình. Kiến trúc bằng gỗ của Điện Long An là một trong những điểm nhấn quan trọng của công trình này theo mô tả của các chuyên gia kiến trúc điện long an được xây dựng theo phong cách trùng thiềm điệp ốc tức là các phòng trong điện được xây dựng theo các hình chữ nhật nhỏ được nối lại với nhau tạo nên một kiến trúc có nhiều góc cạnh tạo ra sự liên kết mạnh mẽ giữa các phòng trong điện các phòng trong điện được tách ra bằng những hàng cột gỗ đẹp được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn độc đáo tạo nên sự thanh nhã và sang trọng cho công trình Mái vòm của các phòng là các tấm gỗ lớn được đặt chồng lên nhau, tạo thành một hình dạng như vỏ ốc vừa đẹp mắt vừa chắc chắn. Kiến trúc bằng gỗ của Điện Long An cho thấy sự tinh tế và khéo léo trong cách thiết kế và xây dựng của các kiến trúc sư thời đó. Nó cũng thể hiện sự ưu việt trong sử dụng các nguyên liệu và kỹ thuật xây dựng truyền thống, điều này cho thấy sự bền vững và giá trị của di sản văn hóa Việt Nam. Theo các chuyên gia nghiên cứu về kiến trúc, điện Long An được cấu thành từ 128 cây cột gỗ lim, chia thành 8 hàng cột, mỗi hàng có 16 cây cột. Số lượng cây cột và cách bố trí này đã tạo ra một sự đồng đều và cân đối trong kiến trúc, giúp cho công trình trở nên ấn tượng và đẹp mắt hơn. Đặc biệt, gỗ lim là loại gỗ có chất lượng tốt nhất, có khả năng chịu được tác động của thời tiết và thời gian, cho phép công trình tồn tại hàng trăm năm mà không cần sửa chữa. Trong khuôn viên bảo tàng cổ vật cung đình Huế, ngoài các phòng trưng bày cổ vật của Triều Nguyễn, còn có một gian lưu trữ hơn 80 hiện vật Champa được siêu tầm tại vùng châu Âu. Phòng trưng bày này được xây dựng vào năm 2009 trên diện tích hơn 1.000m2, với mục đích lưu giữ và trưng bày các hiện vật trăm có giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cao. Những hiện vật được siêu tầm từ các vùng châu Âu ở miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm các bức tượng, chum, đồ đồng, đồ gốm, đồ thủy tinh, đồ bạc, và các tấm điêu khắc, ốc đá, trang sức, và đồ dùng khác. Những hiện vật này đều là tác phẩm của nền văn hóa Champa, được tạo ra trong khoảng thời gian từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 15, thể hiện nghệ thuật tinh xảo và đặc trưng của dân tộc Champa. Đây là một bộ siêu tập quý giá và đáng để khám phá đối với các du khách yêu thích nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế còn trưng bày một số bộ siêu tập đồ sứ ký kiểu porcelain. Đáng chú ý, các bộ siêu tập này chứa đựng các tác phẩm sứ từ các triều đại phong kiến Việt Nam và các nước châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trong khuôn viên bảo tàng còn có khu vườn trầm tích và các loài cây cảnh phong phú, tạo nên không gian xanh mát, thoáng đáng, là địa điểm lý tưởng cho các khách du lịch đến tham quan và khám phá. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51 cảm ơn các bạn đã cùng tôi dạo quanh bảo tàng cổ vật cung đình huế